Xin chào mọi người đã quay lại kênh của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một ngày mới mạnh khỏe và vạn sự như ý. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người đó là máy hút bụi Zili. Mời mọi người cùng đón xem nhé. Chức năng của máy đó là hút bụi, thổi bụi. Dung tích 12 lít có thể phục vụ trong căn nhà lớn, nhà hàng, khách sạn. Công suất mạnh mẽ lên đến 1.200W. Thiết kế nhỏ gọn, bánh xe linh hoạt, xoay 360 độ giúp dễ dàng di chuyển mọi nơi mà bạn muốn. Lực hút cực mạnh 16 kPa. Xả bụi dễ dàng nhờ trang bị hộc chứa bụi dung tích lớn 12 lít. Tháo lắp vệ sinh cực kỳ đơn giản. Kích thước của sản phẩm: chiều dài 360 mm, chiều rộng 335 mm, chiều cao 445 mm, cỡ lòng 32 mm. Công nghệ lọc bụi HEPA. Dây hút 1 dây 88 cm, 1 dây 180 cm. Bảo hành sản phẩm là 6 tháng. Từ thiết kế, chất lượng, hiệu năng và độ bền máy hút bụi Zili đều nhận được khá nhiều phản hồi tích cực so với các thương hiệu cùng thiết kế loại sản phẩm. Model máy hút bụi công nghiệp Zili 12 lít cực kỳ xứng đáng được đầu tư. Ưu điểm chính của sản phẩm về thiết kế của máy. Máy hút bụi Zili 12 lít được tối ưu về mặt thiết kế với kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ. Điều này giúp việc sử dụng, bảo quản và cất giữ dễ dàng. Đồng thời, hãng cũng trang bị cho model này hệ thống bánh xe đa chiều tích hợp phần tay cầm chắc chắn, thuận tiện cho người sử dụng vận hành máy linh hoạt để làm sạch tại nhiều khu vực dễ dàng. Trên thân máy, hệ thống các nút bấm chức năng được sắp xếp hợp lý và dễ sử dụng. Tùy vào nhu cầu sử dụng, người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh và vận hành máy đơn giản thông qua hệ thống nút điều khiển. Về khả năng hút bụi, lực hút so với một số dòng máy hút bụi cùng dung tích thùng chứa, model máy hút bụi công nghiệp Zili 12 lít được trang bị công suất làm việc lớn lên đến 1.200W. Nhờ lực hút mạnh mẽ này giúp đánh tan mọi loại bụi bẩn. Các phụ kiện đi kèm của máy cũng rất đa dạng, nhiều đầu hút bụi khác nhau để đảm nhiệm những vai trò và chức năng riêng, giúp việc thực hiện dọn dẹp bụi bẩn ở mọi vị trí nhỏ hẹp cũng trở nên linh động hơn. Trên các diễn đàn, động cơ làm việc của máy được người dùng đánh giá khá ổn định. Máy có thể vận hành liên tục mà lực hút cũng không bị ảnh hưởng. Về độ bền cùng với hiệu năng, độ bền luôn là yếu tố được người dùng quan tâm, thấu hiểu. Điều đó, máy hút bụi công nghiệp Zili 12 lít được hãng sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến nhất, cách lắp ráp nối chắc chắn, gia công tỉ mỉ, đồng thời luôn phải được kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo chất sự ổn định trước khi phân phối ra thị trường. Các phụ kiện của máy được làm từ các vật liệu siêu bền, khả năng chống va đập tốt nên có độ tuổi thọ lâu dài. Điều này giúp hạn chế tối đa sự cố hỏng hóc xảy ra trong quá trình sử dụng. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.